quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo tờ The Telegraph ngày 8 tháng 10, có một địa điểm bí mật được sử dụng để chứa và chuẩn bị tên lửa trước khi được gửi ra nước ngoài cho các lực lượng thân Iran và đồng minh của nước này. Địa điểm đó được gọi là căn cứ Shahid Soltani. Hoạt động tại Shahid Soltani đã tăng trong nửa sau của năm nay, trùng khớp với các thông tin cáo buộc từ các chính phủ phương Tây rằng Iran đã bắt đầu chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga. Cùng lúc đó, lực lượng Houthi ở Yemen cũng tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo trong các cuộc tấn công vào tàu thuyền thương mại trên Biển Đỏ. Căn cứ quân sự nói trên nằm ở phía đông bắc của Tehran, trong một khu vực núi non giữa các thành phố Karaz và Esterhaz. Căn cứ này thuộc quyền chỉ huy của đơn vị tên lửa Al-Gadi thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ngoài việc kiểm soát hoạt động của kho vũ khí tên lửa đạn đạo, đơn vị Al-Gadi còn chịu trách nhiệm vận chuyển vũ khí và các chuyên gia để huấn luyện cho các lực lượng thân Iran và đồng minh cách sử dụng. Đơn vị này đã bị Mỹ và Liên minh châu Âu-EU áp đặt lệnh trừng phạt trong hơn một thập kỷ. Ông Hossein Salami, người đứng đầu lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, là người đứng đầu căn cứ này. Quân đội Israel đã tuyên bố rằng họ đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công trả đũa lớn và mạnh mẽ để đáp trả vụ Iran tấn công bằng tên lửa đạn đạo gần đây vào Israel. Kế hoạch đó có thể bao gồm các cuộc tấn công vào các địa điểm như căn cứ Shahid Soltani. Shahid Soltani bao gồm một loạt các kho được xây dựng khoảng 15 năm trước và một mạng lưới đường hầm ngầm mới được phát triển gần đây. Các tên lửa đang được cất giữ tại địa điểm này bao gồm Shabab 3, một loại tên lửa đạn đạo tầm trung được phóng từ bệ phóng di động, và các tên lửa thuộc lớp Fatah. Căn cứ này được chia thành hai khu vực, trong đó khu đầu tiên có ít nhất 5 kho lớn, bao phủ khoảng 6.500 m². Một trong các tòa nhà có mái xanh cao khoảng 20 m, cho thấy có thể có một cần cầu bên trong để di chuyển hàng hóa xung quanh. Hình ảnh vệ tinh chụp địa điểm này vào tháng 7 năm 2024 cho thấy có hơn 10 xe kéo bên ngoài cơ sở này, cho thấy hoạt động gia tăng. Khu thứ hai gồm một loạt tòa nhà có mái màu trắng, bao phủ khoảng 3.000 m², nằm liền kề. Bên cạnh các cơ sở trên mặt đất, có hai đường hầm kéo dài khoảng 305 mét từ đầu đến cuối. Công việc đào hầm bắt đầu vào năm 2017 và hoàn thành 4 năm sau đó. Gần cửa hầm có các ống thông gió. Năm 2023, chính quyền Iran đã công bố chi tiết về mạng lưới đường hầm để chứa hệ thống phòng không. Các đường hầm ngầm cũng được xây dựng xung quanh cơ sở hạt nhân Natanz, mà các nhà phân tích cho rằng quá sâu nên các cuộc không kích của Mỹ không thể tiếp cận được. Theo Hội đồng Phản kháng Quốc gia Iran, các quan chức địa phương nói rằng khu vực xung quanh căn cứ Shahid Soltani vừa nhạy cảm, vừa bí mật. Lực lượng bảo vệ được bố trí trên đường dẫn đến cơ sở này. Chỉ có các xe của nhân sự làm việc tại cơ sở bí mật này mới được phép ra vào trạm kiểm soát. Khu vực này được bảo vệ bằng hai hàng dây thép gai và người dân địa phương không được phép tiếp cận hoặc chụp ảnh theo hướng đó. Gần đây, Mỹ đã cáo buộc Iran chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga. Theo hãng tin Reuters, ngày 10 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Nga đã nhận được tên lửa đạn đạo từ Iran và có khả năng sẽ sử dụng chúng ở Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng sự hợp tác giữa Moscow và Tehran sẽ đe dọa đến an ninh rộng lớn hơn của châu Âu. Trước đó vào ngày 6 tháng 9, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savage cảnh báo rằng bất kỳ động thái chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Nga sẽ đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những tuyên bố về chuyển giao vũ khí như vậy là vô căn cứ. Về phần mình, trong phát biểu trên tài khoản mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi nói rằng một lần nữa, Mỹ và Đức, Anh, Pháp đã hành động dựa trên thông tin tình báo sai lệch và những logic sai lầm. Các chuyên gia đang nỗ lực tìm hiểu cách thức tấn công của Iran sau vụ tập kích gần 200 tên lửa vào Israel, cũng như xác định liệu Israel có thể tiếp tục tự vệ trước nhiều đợt tấn công bằng tên lửa nữa hay không nếu xung đột tiếp tục leo thang ở Trung Đông. Hôm 1 tháng 10, Iran đã trút khoảng 180 quả tên lửa các loại vào lãnh thổ của Israel trong một động thái được cho là đáp trả hoạt động của quân đội Israel ở khu vực biên giới Liban chống lại Hezbollah. Hơn một tuần sau vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo này, tác động của cuộc tấn công mới bắt đầu trở nên rõ ràng. Video do một hành khách trên máy bay thương mại từ Dubai quay lại đã ghi được cảnh tượng ban đầu của vụ tấn công nhiều khả năng xảy ra gần thành phố Shiraz của Iran. Ngay sau đó, người dân Israel đã được cảnh báo đi tới nơi trú ẩn. Theo ước tính, tên lửa đạn đạo Iran mất khoảng 12 phút để đến đích, đầu tiên là đi vào bầu khí quyển của trái đất và sau đó quay trở lại, nhắm vào mục tiêu với tốc độ cao. Video quay được từ Jordani cho thấy tên lửa lao vun vút về phía Israel.
còn cảnh quay trên mặt đất tại Israel cho thấy các hệ thống phòng không được kích hoạt và trong một số trường hợp chúng bị áp đảo. Ít nhất 9 tên lửa tấn công gần các cơ sở quân sự ở Israel, trong khi các báo cáo chi tiết sau đó phát hiện ra rằng nhiều tên lửa khác đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ. Tiến sĩ Yehoshua Kalisky, nhà nghiên cứu cao cấp tại INSS, có trụ sở ở Tel Aviv, suy đoán ý định của Iran là làm bão hòa hệ thống phòng không của Israel bằng cách bắn 180 tên lửa cùng một lúc, một con số lớn chưa từng có. Hệ thống phòng không của Israel bao gồm nhiều lớp, vòm sắt, David Sling và hệ thống vũ khí Arrow dùng để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Mỗi hệ thống được thiết kế để bắn tên lửa đang bay tới ở các độ cao khác nhau. Hệ thống phòng không di động vòm sắt Iron Dome bao gồm 10 khẩu đội, mỗi khẩu đội mang theo 3-4 bệ phóng tên lửa cơ động. Nó cung cấp một hàng rào phòng thủ chống lại tên lửa, súng cối và máy bay không người lái trong phạm vi lên tới 60 dặm vuông tại các khu đông dân cư. Hệ thống David Sling có thể đánh chặn rocket và các tên lửa ở độ cao 15 km trong phạm vi 40 km đến 300 km. Theo nhà sản xuất, một bệ phóng David Sling có thể mang 12 tên lửa đánh chặn và được bắn từ vị trí gần như thẳng đứng. Arrow là lớp trên cùng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, phối hợp với hệ thống Dome và David Sling. Phiên bản mới nhất của Arrow được thiết kế để đánh chặn tên lửa trong không gian, được gọi là đánh chặn ngoài khí quyển. Ông Kalisky nói với The Telegraph, ý tưởng của việc chế tạo hệ thống Arrow là bắn hạ tên lửa bay tới ở mức độ xa nhất có thể, tốt nhất là trên lãnh thổ của đối phương. Nếu điều đó không thành công, các lớp phòng không tiếp theo sẽ sẵn sàng bắn hạ tên lửa khi độ cao của nó giảm xuống. Ông Kalisky cho biết thêm, tổ hợp David Sling và cuối cùng là Iron Dome có thể bắn hạ tên lửa khi chúng ở gần mặt đất. Từ những đoạn video quay được, các chuyên gia cho rằng Israel có thể không có đủ đơn vị phòng không hoặc máy bay đánh chặn để chặn được một loạt tên lửa dồn dập như vậy. Một số nhà quan sát cũng bày tỏ lo ngại về tốc độ của tên lửa Iran. Ông Fabian Hoffman, một chuyên gia tên lửa tại dự án hạt nhân Oslo cho biết, cảnh quay từ video cho thấy rõ ràng các tên lửa có tốc độ rất cao, khoảng 600-700 mét mỗi giây, chúng cực kỳ nhanh. Ông Hoffman nói thêm, tất cả các tên lửa mà Iran bắn ra về bản chất đều bay với tốc độ siêu thanh cho đến khi chúng quay trở lại bầu khí quyển và bị chậm lại. Hezbollah đôi khi cũng bắn hàng trăm tên lửa vào Israel trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng hầu hết chúng đều kém hiệu quả và dễ bị đánh chặn hơn. Các nguồn tin thân cận cho biết, Hezbollah đang chuẩn bị cho cuộc chiến tiêu hao kéo dài ở miền nam Liban với việc thành lập bộ chỉ huy quân sự mới sau khi Israel tiêu diệt hàng loạt thủ lĩnh hàng đầu của phong trào này. Theo nguồn tin, bộ chỉ huy quân sự mới sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo tấn công bằng hỏa lực rocket và tấn công trên bộ. Hezbollah dường như đã suy yếu sau 3 tuần chịu đựng những đòn tấn công khốc liệt từ Israel, đáng chú ý nhất là vụ ám sát thủ lĩnh Sayed Hassan Nasrallah. Giờ đây, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Hezbollah, theo dõi cách phong trào này đáp trả quân đội Israel. Bốn nguồn tin quen thuộc với các hoạt động của Hezbollah cho biết, phong trào này vẫn còn một kho vũ khí đáng kể, bao gồm cả tên lửa chính xác mạnh nhất mà họ vẫn chưa sử dụng, bất chấp các đợt không kích mà Israel cho rằng đã làm cạn kiệt nghiêm trọng kho vũ khí của lực lượng ở Liban. Hai nguồn tin, gồm một chỉ huy chiến trường của Hezbollah và một nguồn tin thân cận với phong trào này cho biết, bộ chỉ huy Hezbollah bị gián đoạn trong vài ngày đầu sau vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah hôm 27 tháng 9. Ông Hassan Nasrallah cùng các lãnh đạo Hezbollah khác và một chỉ huy của Iran đã bị ám sát trong cuộc tập kích của Israel ở Beirut. 72 giờ sau đó, các tay súng Hezbollah đã thành lập một phòng hoạt động mới. Theo các nguồn tin, trung tâm chỉ huy mới vẫn hoạt động bất chấp các cuộc tấn công của Israel, nghĩa là các tay súng ở phía nam có thể bắn tên lửa và chiến đấu theo lệnh của Trung ương. Một nguồn tin thứ ba, quan chức cấp cao thân cận với Hezbollah cho biết, phong trào này đang tiến hành một cuộc chiến tiêu hao. Ông Abraham Levin, nhà phân tích của tổ chức tư vấn AMA của Israel cho biết, Hezbollah đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đang chờ đợi quân đội Israel và nhấn mạnh họ không phải là mục tiêu dễ dàng. Chỉ huy chiến trường của Hezbollah cho biết, các tay súng có thể linh hoạt thực hiện các mệnh lệnh theo khả năng của mặt trận. Vị quan chức này mô tả, bộ chỉ huy mới là một vòng tròn hẹp tiếp xúc trực tiếp với chiến trường. Rất hiếm khi một chỉ huy chiến trường của Hezbollah phát biểu với giới truyền thông quốc tế. Ông cho biết, bộ chỉ huy mới của Hezbollah hoạt động hoàn toàn bí mật và không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thông tin liên lạc hoặc cấu trúc của bộ chỉ huy. Hezbollah không thông báo ai là thủ lĩnh mới của phong trào này. Tuần này, phó thủ lĩnh Naim Qassem cho biết ông ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn và nói rằng khả năng của nhóm vẫn còn nguyên vẹn. Một nguồn tin quen thuộc khác với các hoạt động của Hezbollah cho biết mạng lưới điện thoại cố định chuyên dụng của nhóm này rất quan trọng đối với các hoạt động liên lạc hiện tại.
Theo một số nguồn tin, mạng lưới này vẫn hoạt động sau các cuộc tấn công hệ thống liên lạc của Hezbollah hồi tháng 9. Ông Andres Key, giảng viên cấp cao tại khoa nghiên cứu an ninh thuộc Đại học King College London cho biết, năng lực của Hezbollah đã bị suy yếu, nhưng lực lượng này vẫn có thể bắn tên lửa với cường độ mạnh vào Israel và giữ tên lửa đạn đạo làm vũ khí cuối cùng. Về phần mình, Hezbollah cho biết phong trào này đã tăng cường hỏa lực trong những ngày gần đây. Trước cuộc xung đột mới nhất, sổ tay dữ liệu thế giới của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ cho biết Hezbollah sở hữu hơn 150.000 tên lửa và rocket. Song hai nguồn tin cho biết Hezbollah đã không sử dụng các loại tên lửa mạnh nhất, gồm cả tên lửa dẫn đường chính xác, để dự trữ cho một cuộc chiến dài ngày và tránh khiến Israel mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Liban, chẳng hạn như sân bay Beirut, đường xá và cầu cống. Nguồn tin thứ ba tiết lộ, Hezbollah không nhắm mục tiêu vào các thành phố của Israel như Tel Aviv bằng những vũ khí mạnh nhất, vì động thái này như vậy sẽ tạo cho Israel lý do để tấn công Liban mạnh hơn nữa. Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ giới hạn vào miền nam Liban khi nước này đẩy mạnh cuộc chiến với Hezbollah. Lần đầu tiên kể từ năm 2006, Israel đã tấn công trung tâm thủ đô Beirut. Trước đó, các cuộc tấn công chỉ dừng lại ở các vùng ngoại ô phía nam của thành phố này. Theo các chuyên gia về không chiến, ngoài Gaza, Israel đang nã bom vào Liban với mức độ chưa từng thấy trong 20 năm qua.